Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì lúc này là mình đây, thì video này thì mình hướng dẫn anh em gọi là Clam nhận 1 triệu cái đồng Hyperion nha, HBR ấy, được chưa? Thì mình vừa Clam rồi, phí ga nó cũng rẻ thôi, mất mấy gọi là 1-2 nghìn thôi. Ok chưa? Thì đồng này thì là còn 39 ngày nữa thì chương trình airdrop nó cũng kết thúc và nó sẽ list trên ban kèo giải pháp trước tiên là vậy, được chưa? Thì cũng như của kèo khác thôi, cũng mua và bán. À, cũng có đường link để cho em đi giới thiệu bạn bè để kiếm thêm 1% thu nhập. Ok chưa? Rồi, ai mà thích mà nhận được 1 triệu cái đồng Hyperion này, HBR này thì có thể kích vào đường link. Đấy, mình để đó ra giao diện như vậy, kích phần trên cho mình. Ok chưa? Ấn vào cùn vỏ này, sao chép này. Trên ví MetaMask đều được, chốt cái thứ đều được. Mình nhập mật khẩu ăn. Rồi, ấn phần đáp cho mình. Rồi, dán cái vừa sao chép vào cho mình là ok. Ấn hoàn tất này, chuyển đổi sang mạng sang móc trên này. Những quả kèo này làm cả làm nhân nhanh mà đơn giản, mỗi tội nó mất phí ga thôi, được chưa? Rồi khi mà nó ra giao diện về thì anh em đã kết nối ví thành công, thì anh em có thể kéo xuống này, lấy trước tiên này anh em lấy đường link nữa, dán đây chỉ không không cái này không có dán thì phải, cái này ấn get right file link này thì nó hiện lên cái đường link để em giới thiệu bạn bè. Anh em có thể ấn vào cuốn vở này tại sao chép để đi giới thiệu bạn bè, được chưa? Rồi, mình hướng dẫn anh em Clam nhanh luôn nha. Đây, anh em có thể thấy cái từ Clam này, bút là mua này, Clam là drop, ấn thẳng vào đây cho mình. Ấy thì hiện lên là xác nhận phí giao dịch, phí ga, đơn giản thôi, mất 0.1 thôi, mà B là B thôi, thì anh em ấn chấp thuận cho mình. Rồi, thoát ra này, rồi ấn phân tích này, rồi, ấn phần mí này, moi lên này, giận tìm cái địa chỉ gần, gọi là giao dịch gần đây nhất này. Ui, mình lắm địa chỉ thế. Thôi mình quay sang cái này, mình lấy con check nhanh chứ mình lấy cái địa chỉ này, nhiều địa chỉ không nhớ. Chợ đây là con check của nó này, B bao nhiêu đấy, đây được. Con check mình để dưới phần mô tả cho anh em gọi là dễ sử dụng. Không, anh em ấn vào cái địa chỉ, cái phần giao dịch gần đây nhất ý. Đấy thì dán con check vào thì hiện lên là Hyperion HBR đấy, ký hiệu HBR F20. Anh em gạt lên bên này, rồi kích thẳng nó vào. Đấy thì 1 triệu cái đồng HBR đã về ví khá là ngon luôn. Thì anh em chờ lít và giấy giá cao để có thể xả, được chưa? Rồi kết thúc video, chào mọi người.